Đây là điểm đen trên quốc lộ 4D, đoạn Lào Cai Sapa. Nơi đây có mật độ giao thông đi lại cao và có điểm nhiều xe tải trọng lớn, nhưng góc cua hẹp, tầm nhìn bị che khuất nên thường xảy ra tai nạn và ùn tắc giao thông. Để khắc phục điểm đen tại km 136 quốc lộ 4D này, Tổng cục Đường bộ, Bộ Giao thông Vận tải đã đầu tư 128 tỷ đồng cho việc sửa chữa, cải thiện bề rộng, cao độ mặt đường và tuyến chính hướng đi Sapa. Công trình này dự kiến sẽ hoàn thành vào quý 3 năm 2021. Chúng tôi đang nỗ lực chỉ đạo nhà thầu thi công là có mặt bằng để tranh thủ thi công cả ngày cả đêm để đảm bảo là hoàn thành tiến độ cho đúng, hoàn thành đúng trước ngày 30 tháng 9 năm 2021. Để đảm bảo yêu cầu về tiến độ cam kết, đơn vị thi công đã tăng cường máy móc thiết bị, tổ chức tăng ca kíp, đặc biệt động viên cán bộ thi công vào ban đêm khi mật độ người và phương tiện qua lại tương đối thấp. Với cách làm này, trong suốt quá trình thi công từ khi khởi công công trình đến nay, cơ bản việc đi lại của nhân dân thuận lợi, không để xảy ra ách tắc kéo dài hay nguy cơ mất an toàn giao thông trên công trường. Khi mà có mặt bằng sạch toàn tuyến thì đơn vị sẽ tập trung đầy đủ nguồn nhân vật lực để tập trung thi công nhiều làm nhiều mũi để sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng trước ngày thành lập tỉnh. Đây là một trong những công trình được lựa chọn để chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, theo tính toán của chủ đầu tư cũng như đơn vị thi công, nếu không được bàn giao mặt bằng sạch thì công trình sẽ không thể về đích đúng tiến độ.